Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn bạn Phùng Xuân Quỳnh sáng nay mới chuyển khoản ủng hộ tớ. Cảm ơn Phùng Xuân Quỳnh rất nhiều. Đệ nhất phế vật kiếm tông tập 131. Tứ quan thoáng hiện, tôi đều xuất hiện tại trước mặt Diêm Phong cùng Hiếu Vô Tịch. Nhìn sang Diêm Phong hai người, tôi đều chớp chớp mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Ngôn Ngữ đã gần như sắp biến mất tại cuối tầm mắt. Nhìn thấy tốc độ mờ mịt khó lường kia của đối phương, hai mắt tỷ hỏa lập tức sáng bừng lên, sau đó nâng lên tiểu trảo chính là phất tới. Mạc Ngôn Ngữ đang bên trong lúc cực tốc bỏ chạy, nhìn xem lồng chuông màu vàng trên tay, trong mắt có chút vui sướng cùng hưng phấn không chút che giấu nào. Nên đi chiến đấu, nàng có lẽ sẽ không địch lại Diêm Phong cùng Hữu Thực liên thủ, nhưng là muốn chạy trốn tại trước mặt phong chỉ ý cảnh của nàng đã đến ngộ. Cho dù có đến 10 cái Diêm Phong cùng Hữu Thực cũng chỉ là uổng công. Nói cách khác, cái phong đinh âm sát hành phong này ngoài trừ nàng ra không có thể là của ai khác. Nghĩ đến chuyện này, cho dù trấn định như nàng, khóe miệng cũng là nhịn không được hiện ra nụ cười. Thế nhưng đúng vào lúc này, đồng tử nàng đột nhiên co rút lại, thân hình như bị bẻ gãy, uốn éo đầy quỷ dị, cường ép hướng về bên cạnh lướt ngang 10 trượng. Nàng mới vừa dời đi thì chỗ đứng vừa rồi của nàng chính là quỷ dị xuất hiện một vòng cung tự sắc. Nhìn xem vòng cung tự sắc xuất hiện không có chút dấu hiệu báo trước nào, sắc mặt mà Khinh Ngữ trở nên ngưng trọng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, đồng tử của nàng lần nữa cực kỳ co rút lại, bởi vì tại bốn phía nàng vậy mà quỷ dị xuất hiện từng tầng bức tường ánh sáng màu tím. Sắc mặt mà Khinh Ngữ trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ngón tay ngọc khẽ nhúc nhích, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh nháy mắt đánh vào bức tường ánh sáng màu tím kia. Tại dưới sự giá trị của kiếm khí thất trọng, kiếm khí sắc bén kia nháy mắt đem bức tường ánh sáng quét ra một lỗ thủng cực lớn. Lập tức thân hình nàng khẽ động như một trận gió nhẹ xuyên ra ngoài. Thế nhưng là tại một khắc vừa rời khỏi bức tường ánh sáng này, một đạo vòng cung tự sắc chính là quỷ dị xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn cản đường đi của nàng. Sắc mặt Mạc Ngôn Ngữ đột nhiên trở nên dữ tợn, tay trái khẽ động, một thanh kiếm khí màu xanh xuất hiện tại trong tay nàng, lập tức bỗng nhiên bổ tới. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, tứ quan nháy mắt liền tiêu tán. Lúc này nàng không còn dám giữ lại chút gì, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hóa thành một đạo ánh sáng xanh hướng về phía nơi xa khiển được lao đi. Thế nhưng là nàng vừa chạy ra khoảng cách không đến 10 trượng, lại là một đạo vòng cung tự sắc xuất hiện tại trước mặt nàng. Không, lần này là gần trăm đạo kiếm khí màu tím xuất hiện tại trước mặt của nàng. Phút, quát lớn một tiếng, mà cái ngữ một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang màu xanh thoáng hiện bắn tới. Những nơi kiếm quang màu xanh đi qua, vòng cung tự sắc lập tức bị chôn vùi. Thế nhưng đúng vào thời cơ như vậy, Dư Phong cùng Ngữ Tịch đã xuất hiện ở phía trước nàng. Nhìn xem sắc mặt có chút dữ tợn kia của Mạc Kinh Ngữ, hai mắt Dư Phong híp lại, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đối phương với tốc độ này, chỉ sợ cho dù là cường giả cảnh giới linh giả dùng huyền khí hóa cảnh để đuổi không kịp, nên như không có tỷ do hỏa thì hắn hôm nay chỉ có nước nhìn đối phương chạy trốn. Mà Kinh Ngữ lại không hề bỏ chạy, nhìn xem tự điêu trên bờ vai Diêm Phong, sắc ý lạnh lẽo trong mắt Mạc Kinh Ngữ không che giấu chút nào, nói ra: "Chồn không gian, người khác sợ chồn không gian nhất tộc các ngươi, mặc cho ta không sợ." Nói xong, ngón tay ngọc kinh động, mấy chục đạo kiếm khí như mưa rơi hướng về phía tự điêu công kích bắn tới. Một đạo đao khí dài khoảng 10 trượng ở trong sân chợt lóe lên, những nơi đao khí đi qua, kiếm khí như mưa rơi kia nháy mắt tiêu tán, đao khí tốc độ không hề giảm hướng về phía Mạc Ngôn Ngữ kích xạ bắn đi. Đạo khí này đương nhiên là do hiểu thực phát ra, lần này nàng không hề đương tay. Đạo khí tại dưới sự giá trị của đạo ý thất trọng có thể nói là sắc bén đến cực điểm, cho nên kiếm khí của Mạc Kinh Ngữ kia căn bản một chút sức chống cự đều không có. Nhìn thấy đao khí này đánh tới, Mạc Kinh Ngữ hai mắt híp lại, trong mắt hàn băng tới thấu xương, ngọc thủ khẽ nhúc nhích, một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí màu xanh từ mũi kiếm nhọn thoáng hiện mà ra, cùng đao khí đụng thẳng vào nhau. Bùm! Một đạo âm thanh cừ hưởng ở trong sân vang vọng truyền ra, kiếm khí, đao khí, cả hai đều tiêu tán trong vô hình. Hiểu Vô Tịch, người quả nhiên là nhất quyết muốn chết sao? Nhìn xem Hiểu Vô Tịch, Mạc Kinh Ngữ sát ý hiện lên.
Lưu Lệ phong binh âm sát Hàn Phong. Bà ta hiểu có tịch khẽ động, loan đao nhắm thẳng vào mặt anh Ngữ nói ra: một mình ta có lẽ không giết được ngươi, nhưng là cộng thêm huynh ấy, tổng quát trộn không gian, ngươi không có cơ hội. Mặt anh Ngữ nhìn Tử Điêu trên bờ vai Diên Phong, sau đó hai mắt hơi híp lại. Nên gì không khó, trộn không gian này nàng đã có thể bỏ rơi Dương Phong và Hiểu Quý Tịch, nhưng là có tỉa gia hỏa này ở đây, nàng vĩnh viễn không chạy thoát được. Mà muốn giết một con chuột không gian, hơn nữa còn là một con chuột không gian vương giai đỉnh phong, cho dù là nàng cũng không thể không nói điều này không thực tế. Mà Kinh Ngữ nhìn về phía Dương Phong: cửu U Hàn Phong này căn bản không phải là ngươi mà thấy hàng phục được nó, coi như ngươi có cầm được nó cũng chỉ có một con đường chết, ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Đây là chuyện của ta, Dương Phong nói. Đúng như Vũ Tịch đã nói, nên như chúng ta đơn độc muốn giết ngươi, đó đều là chuyện không thể nào. Nhưng là ba người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, ngươi không phải là đối thủ. Giao ra cứu Hàn Phong, ta sẽ để ngươi rời đi. Thật sao? Mà cái Ngữ cười lại một tiếng, sau đó nói ra: vậy ta cũng muốn thử xem. Nói xong, 1000 chuôi chiến khí màu xanh đột nhiên hiện lên ở trước mặt nàng. Sau một khắc, kiếm ý thất trọng đỉnh phong phun ra ngoài. Tại dưới sự giá trị của kiếm ý thất trọng, 1000 chuôi kiếm khí màu xanh nháy mắt giống như thực chất. Ánh mắt Dương Phong cũng băng lạnh xuống, tay phải vung lên, hai bộ hộp kiếm xuất hiện tại trong tay hắn. Tâm niệm khẽ động, huyền kiếm bên trong hai hộp kiếm phóng lên tận trời. Lập tức hai mắt Dương Phong dần dần đỏ lên. Nếu người đã muốn thử xem, và định đi thử một chút đi. Nói xong, tâm niệm khẽ động, hơn 100 bức huyền kiếm lập tức cực kỳ run lên, nháy mắt từng đạo kiếm khí tự sắc ở bên trong hơn 100 bức huyền kiếm này bắn ra như là sao băng, hướng về phía mặt Kinh Ngữ bên kia kích xạ bắn đi. Bởi vì nguyên nhân hồ huyền khí trở thành đan điền của Dương Phong, hồ huyền khí bên trong thể nội của hắn hiện tại, cho dù là huyền khí có một cảnh giới tôn giả, chỉ sợ so ra cũng kém hơn. Cho nên tại dưới sự không giữ lại chút nào của Dương Phong, hơn 100 bức huyền kiếm kia có một kích xạ ra kiếm khí. Vẹn vẹn chỉ hai cái hô hấp, giữa sân xuất hiện không dưới mấy ngàn đạo kiếm khí tự sắc, uy thế như vậy cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, mà cái Ngữ hai mắt híp lại nói ra: hóa ra ngươi không hề yếu như trong tưởng tượng của ta, bất quá như vậy thì đứng sao chứ? Nói xong, ngọc thủ lực khẽ nhúc nhích, tại trước mặt nàng đột nhiên hiện ra 2000 chuôi kiếm khí màu xanh. Và dưới sự khống chế của nàng, 3000 chuôi kiếm khí màu xanh hóa thành kiếm quang đầy trời, nó tung bắn về phía kiếm khí của Dương Phong. Ầm ầm ầm, từng đạo âm thanh cự hưởng kinh thiên tại bên trong lòng đất vang vọng truyền ra. Lập tức từng tầng khí lãng dâng lên, hướng về bốn phía không ngừng tuôn ra. Những nơi khí lãng đi qua, không khí lập tức vặn vẹo. Cùng lúc đó, trong toàn bộ lòng đất chung quanh càng là trung đập kịch liệt, từng khe nứt to bằng ngón tay không ngừng lan tràn, thậm chí có những chỗ đã bắt đầu đổ sụp. Toàn bộ lòng đất là một mảnh hỗn độn. Hồi lâu sau, khí lãng tán đi. Đôi bên lúc này để ta nói là rất chật vật. Mà cái Ngữ toàn thân cao thấp để xuất hiện vết kiếm, sắc xuân trên thân thể nàng lộ hiện ra, chẳng qua lại còn có nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì tại bên trong quần áo của nàng có một tầng lồng ánh sáng màu xanh, cũng chính là tầng lồng ánh sáng này mà khiến cho nàng ngăn cản được mưa kiếm đầy trời kia của Dương Phong. Mà Dương Phong thì càng thêm chật vật, quần áo toàn thân cao thấp của hắn để đã hóa thành mảnh vụn, nhưng vẫn yên tâm không hề trần trụi. Bởi vì lần này hắn đã sử dụng tới bộ chiến giáp màu tử kim, nên thì không khó bộ chiến giáp màu tử kim này bằng vào thân xác đi chống cự với kiếm khí đầy trời, lại có sự giá trị của kiếm khí thất trọng, thì tính mạng thật sự là khó nói trước được. Chỉ có điều, cho dù vận dụng bộ chiến giáp màu tử kim, Dương Phong vẫn có chút không hề dễ chịu. Kiếm khí có sự giá trị của kiếm khí thất trọng kia thật sự là quá sắc bén, đâm vào trên thân kiếm khí tiêu tán, nhưng kiếm khí kia lại vẫn là tồn tại như cũ. Nên như không phải bản thân hắn cũng lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ sợ đối phương bằng mặt kiếm ý thất trọng để có thể chém giết hắn. Dương Phong hít sâu một hơi, hắn không muốn kéo dài nữa. Cố U Hàn Phong hắn bắt buộc phải có. Hơi nhẹ gật đầu với Hiếu Thịnh ở bên cạnh, nàng lập tức hiểu ý, hướng về phía trước bước lên một bước. Huyền khí trong cơ thể phun trào, một cổ đao mang từ bên trong chui đao của nàng thoáng hiện mà ra, ở trong sân chợt lóe lên, nhắm vào phía mặt Kinh Ngữ kích xạ bắn đi. Cùng lúc đó, Tử Điêu trên bờ vai Dương Phong cũng là vung lên tiểu trảo, một bức tường ánh sáng màu tím nháy mắt xuất hiện tại bốn phía chung quanh mặt Kinh Ngữ, ngăn cản bốn phía nàng.
vẫn còn chưa kết thúc. Tiểu Trảo của Tử Gia Hỏa lại tiếp tục huy động, lập tức vô số vòng cung tử sắc xuyên thấu không gian, nháy mắt lao vào bên trong tường ánh sáng, đánh thẳng về phía Mặc Ngôn Ngữ. Dương Phong không hề nhàn rỗi, tâm niệm khẽ động, hơn 100 bích luân kiếm kia hóa thành hơn 100 đạo kiếm quang tử sắc ập xuống, nhắm về phía Mặc Ngôn Ngữ bên trong tường ánh sáng bắn tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Mặc Ngôn Ngữ rốt cục cũng biến đổi. Nếu đánh đầu với kháng với bất kỳ người nào, nàng đều có nắm chắc. Thế nhưng là mọi mình đối mặt với Dương Phong cùng hiểu thật, còn muốn tăng thêm chuồn không gian, tình gia hỏa khủng bố này không có ưu thế về dân số, không có ưu thế về thực lực, ngay cả tốc độ cũng không có ưu thế. Nên lúc này ngăn cản như thế nào được đây? Hít sâu một hơi, Mặc Ngôn Ngữ nhìn thoáng qua phong linh màu xanh trong chuông vàng ở tay phải nàng, trong mắt lóe lên một tia không đỡ, nhưng cũng chỉ là trong một chớp mắt. Sau một khắc, trong mắt Mặc Ngôn Ngữ lóe lên một tia lệ khí, có chút điên cuồng nói ra: đã như vậy, với tất cả mọi người cũng đừng mơ đạt được chỗ tốt. Đã xong, tay phải nàng vung lên, chuông vàng nhất thời đem phong linh màu xanh phóng ra, mà đồng chuông màu vàng kia thì đón gió căn phòng lên, biến thành một cái lồng chuông cực lớn, đem nàng bao bọc vào bên trong. Công kích của Dương Phong ba người rơi vào phía trên chuông vàng, trong sân nhất thời vang lên một tiếng nổ vang như sấm, chuông vàng khẽ rung rẩy, sau đó cũng không tổn hại một chút nào. Mà phong linh màu xanh thì tại sau khi khẽ giật mình liền cấp tốc hóa thành một luồng ánh sáng xanh hướng về phía đi xa chiếm được Larry. Tốc độ so với Mặc Ngôn Ngữ còn nhanh hơn mấy phần, chỉ là một chớp mắt liền đã ở bên ngoài hơn 50 trượng. Nhìn thấy một màn này, đồng tử Dương Phong kịch liệt co rút lại, sau đó đột nhiên quát lớn: Kỷ Dương Hỏa, bắt lên nó! Tử Điều gật cái đầu nhỏ một cái, sau đó lấy lên trang nhắm mắt xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Tiểu Trảo vung lên, một luồng tứ quang nhắm mắt bao phủ lại phong linh màu xanh kia. Thế nhưng là chỉ một cái chớp mắt, phong linh màu xanh kia đã tránh thoát lồng ánh sáng màu tím, sau đó tiếp tục hướng về phía nơi xa kiếm được lao đi. Nhìn thấy một màn này, Kỷ Dương Hỏa lập tức nổi giận, Tiểu Trảo nâng lên, sau đó vung mạnh tới. Trong chớp mắt, gần trăm đồng ánh sáng màu tím lập tức vây ở bốn phía phong linh màu xanh kia, để nó bao vây lại. Chẳng qua phong linh màu xanh cũng mùa đó mà chờ chết, mà là không ngừng hướng về phía bức tường ánh sáng màu tím kia bay tới. Tại dưới sự không ngừng va chạm của nó, bức tường ánh sáng màu tím kia một tầng là một tầng liên tiếp vỡ vụn. Chỉ có điều mỗi một tầng vỡ vụn liền sẽ lập tức xuất hiện một tầng lồng ánh sáng mới, cứ lòng vòng như vậy khiến cho phong linh màu xanh kia gắt gao bị vây ở bên trong. Tại trong lúc vây khốn phong linh của U Hành Phong này, Tử Điều vẫn mặc quyền bắn cho phong linh kia vài tia tử quang. Tuy nhiên nó rất khó chịu với cửu U Hành Phong này. Chẳng qua đáng tiếc, tử quang kia còn chưa tiếp xúc đến cửu U Hành Phong, chính là đã bị xoắn nát thành hư vô. Nhìn thấy cửu U Hành Phong bị vây khốn, sắc mặt Mặc Ngôn Ngữ ở một bên lần nữa trầm xuống. Vốn dĩ nàng nghĩ là như phong ba người sẽ không có cách nào bắt được cửu U Hành Phong này. Chúng ta thì tốc độ của phong linh màu xanh kia so với nàng đến ngộ phong chỉ ý cảnh còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chồn không gian này thế mà biến thái như vậy, vậy mà lại có lại thần thông không gian quỷ gì này. Quỳnh đi thu hút nó, ta cùng Tử Điều ngăn lại Mặc Ngôn Ngữ. Lúc này Hiếu Thực đột nhiên nói với Dương Phong. Dương Phong nhẹ gật đầu, cho ra thân hình khẽ động hướng về phía phong linh màu xanh kia kiếm được lao đi. Chỉ thấy Dương Phong hướng về phía cửu hành phong kia lao đi, Mặc Ngôn Ngữ biến sắc, vừa mới chuẩn bị đồng thủ, một luồng tứ quang cùng một đạo hàn quang chính là nhảy bắt xuất hiện tại trước mặt nàng. Dương Phong đi vào trước bức tường ánh sáng, nhìn xem phong linh màu xanh tại bên trong bức tường ánh sáng ba loạn tứ phía, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đây chính là thiên địa linh vật ta. Người đến tràn cảnh thu phục U Minh Quỷ Hỏa trước kia, Dương Phong chính là kìm lòng không được khẽ run rẩy một chút. Là tư vị sống không bằng chết này thật sự quá mức khủng bố, hơn nữa lúc trước còn nhờ có sự trợ giúp của Mặc lão. Hiện tại chỉ bằng vào lực lượng của mình có thể thu phục được thiên địa linh vật này được sao? Dương Phong hơi nghi hoặc một chút, có chút do dự. Tại trong lúc Dương Phong hơi do dự, cửu hành phong bị vây khốn bên trong vách tường ánh sáng mãnh liệt va chạm. Dưới sự va chạm liên tục của cửu hành phong, vách tường ánh sáng càng lúc càng mỏng manh, mà lại cửu hành phong lúc này dường như cũng đã nổi giận. Tốc độ xoay tròn của nó vậy mà so với lúc trước vừa ra tới đã nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Tại dưới sự phản động của nó, không gian mặc dù không vỡ vụn nhưng cũng đã xuất hiện một chút vặn vẹo. Yên tĩnh, phi thường yên tĩnh. Nhìn xem cửu hành phong kia, tôi không có cảm giác tất cả âm thanh xung quanh đều ngừng lại,
Đúng thế, thanh âm chiến đấu của Huyền Vũ Thuật cùng Mạc Kinh Ngữ từ nơi xa hắn không còn nghe thấy. Giờ đây khắc này hắn chỉ nghe được tiếng tim mình đập. Tại lúc chưa đi bắt cửu Hoàn Phong này, hắn vô cùng có lòng tin, nhưng là tại sao khi vây bắt cửu Âu Hoàn Phong này, lòng tin của hắn lại là dao động. Trực giác cùng cảm giác nói cho hắn biết, lấy thực lực lúc này của hắn căn bản không cách nào thu phục được cửu Hoàn Phong, bởi vì năng được ẩn chứa bên trong phong linh màu xanh lớn chừng ngón cái kia là thực sự có thể xuyên núi phá biển. Thân thể một nhân loại như hắn như thế nào đi hàng phục được linh vật trong thiên địa này đây? Ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng hiện thực lại là tàn khốc. Không từ bỏ, tôi có khả năng sẽ chết. Người vừa chết, cái gì cũng là mây bay. Chính mình cam lòng chết sao? Hắn đương nhiên là không cam lòng chết. Chúng ta thì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thế gian này có quá nhiều thứ khiến hắn lưu luyến. Từ bỏ, mình liền cam lòng từ bỏ được sao? Đương nhiên là không cam lòng. Mình đến cổ chiến trường này, mục đích là cái gì vậy chứ? Đương nhiên là vì mạnh lên. Mà bây giờ chỉ cần thôn phệ cứu Hoàn Phong này, vậy trong tương lai, trong lúc tranh đấu cùng chúng yêu nghiệt, mình liền có thể sống yên ổn được sao? Tính xa một chút mà nói, nếu như chính mình không trở nên mạnh mẽ, lấy cái gì đi đối kháng với Bách Hoa Cung được đây? Không thể cứu ra mẫu thân, còn sống lại có ý nghĩa gì? Nói cách khác, nếu như không trở nên mạnh mẽ, dựa vào hắn, cái thịt còn sống cũng tương đương như đã chết. Nghĩ đến chuyện này, Diêu Phong cười. Đúng thế, cười. Con đường tu luyện, đặc biệt là kiếm đạo, tu không phải là công pháp hoặc là huyền kỹ. Tu kỳ thực chính là tâm. Tại trên con đường võ đạo này, khó khăn trùng điệp, không có kiên định, không thay đổi bản tâm, như thế nào có thể đi tới đỉnh phong võ đạo được chứ? Mà người tu luyện tại bên trong con đường võ đạo, vấn đề khó khăn lớn nhất không phải là tư chất, không phải là công pháp, không phải là tài nguyên tu luyện, mà là tâm cảnh. Người có tâm cảnh cường đại sẽ là kẻ yếu được sao? Từ xưa đến nay, bao nhiêu cường giả đều là dựa vào công pháp hoặc là tư chất đi tới được đỉnh phong võ đạo được sao? Tâm là khó tu luyện nhất. Như vậy, cho dù là đạt tới kiếm tâm văn minh, đồng thời kiếm ý đạt tới lục trọng đỉnh phong, tâm cảnh vẫn là có khuyết điểm, chẳng qua vẫn còn tốt. Lúc này hắn ý thức được chuyện đó. Hít sâu một hơi, trong mắt Diêu Phong đã định một tia kiên quyết. Thay vì sau này bất đức mà sống, còn góp bằng hiện tại buông tay liều mạng một phen, không phải chỉ là một thiên địa linh vật thôi sao? Mình không phải là chưa từng hàng phục, có cái gì mà phải do dự không quyết định được chứ? Người đến tận đây, Diêu Phong tinh thần khẽ động, nhảy mắt đi vào trước mặt phong linh màu xanh, vừa vặn đánh vỡ bức tường ánh sáng màu tím kia. Sau đó tay phải vươn ra đem nó nắm ở trong tay, lập tức đồng tử Diêu Phong kịch liệt co rút lại, bởi vì tại một khắc vừa bắt lấy phong linh màu xanh này, máu thịt trên bàn tay hắn trong nháy mắt đã bị xoắn thành bọt thịt. Không dám do dự, cũng không dám dừng lại, bởi vì Diêu Phong há mồm bỗng nhiên khẽ hút, đem nó nuốt vào trong bụng. Sau đó tại một khắc phong linh màu xanh tiến vào trong bụng này, hai mắt Diêu Phong đột nhiên trợn ngược lên, lập tức sắc mặt hắn nháy mắt vặn vẹo biến dạng. Ngay sau đó, bên trong thất khiếu của Diêu Phong vô số máu tươi không ngừng tuôn ra. Không chỉ có như thế, một cỗ hàn phong âm hàn thấu xương vậy mà từ trong cơ thể hắn chậm rãi tràn ra ngoài. Những hàn phong này không hề phiêu tán, mà là bao phủ ở xung quanh không ngừng ăn mòn Diêu Phong. Diêu Phong hiện tại là có cảm giác gì? Đau đớn sau tận xương tủy, đau đớn xâm nhập vào linh hồn, bên trong thân xác đau đớn. Thời điểm hàng phục U Minh Quỷ Hỏa, hắn đã từng thử qua, cho nên đau đớn bên trong thân thể này hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là lần này lại không giống, lần này là đau đớn từ trong linh hồn. Sau khi phong linh màu xanh tiến vào trong cơ thể Diêu Phong, công ngừng tứ phía phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn, mà đang không ngừng phóng thích ra lực lượng âm hàn xâm nhập vào linh hồn của hắn. Đau đớn từ trong linh hồn đó là so với đau đớn trên thân xác càng khủng bố hơn. Vẻ mệt một nháy mắt, ngũ quan Diêu Phong chính là hoàn toàn méo mó, thân thể càng là gì không được, trung động kịch liệt. Mà những hàn phong tại xung quanh Diêu Phong kia thì như là từng lưỡi dao sắc bén không ngừng cắt vào thân thể của hắn. Cho dù lấy độ cường hãn của thân thể hắn, vẫn là bị cắt cho mình đầy thương tích. Thân xác cùng linh hồn cả hai đều kịch liệt đau đớn, làm cho ý thức của Diêu Phong dần dần trở nên mơ hồ. Nhưng là hắn biết hắn không thể để ý thức mơ hồ, hắn nhất định phải bảo trì sự thanh tĩnh. Bởi vì nếu ý thức triệt để mơ hồ, vậy hắn thì không cách nào dựa theo phương pháp Mạc lão giao cho đi thu phục cửu Hoàn Phong này. Nói cách khác, chỉ cần ý thức lâm vào mơ hồ, hắn liền sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.